cựu Tổng thống Trump mang về chiến thắng kỷ lục ở họp kín Iowa 2024. Nhóm Houthi tấn công tàu chở hàng thô chiến hạm USS Lapeen của Hoa Kỳ, cam kết không lùi bước. Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin xuất viện. Quan chức lập pháp Israel gợi ý giải Gaza nên được một liên minh quốc tế lãnh đạo sau chiến tranh. Chào mừng quý vị đã đến với chương trình State States, toàn cảnh Hoa Kỳ do Trillium Reports thực hiện. Và sau đây, mời quý vị theo dõi phần thông tin chi tiết. Vào lúc 9 giờ tối ngày 15 tháng 1, sau khi sự kiện họp kín diễn ra trên toàn tiểu bang Iowa tại nhiều địa điểm khác nhau, trong tiết trời băng giá đạt mức kỷ lục, cựu Tổng thống Trump đã tạo ra kỷ lục của riêng mình, trở thành ứng viên đạt được tỷ lệ ủng hộ cao nhất trong lịch sử họp kín Iowa, dẫn trước gần 30 điểm so với á quân là Thống đốc Ron DeSantis, theo đó dẫn trước bà Nikki Haley 31 điểm và Vivek Ramaswamy 43 điểm. Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump dao động từ 30 đến gần 80% tại các quận hạ khác nhau. Theo sau là Thống đốc Ron DeSantis trong khoảng 10-31%, cựu đại sứ Nikki Haley dao động từ 6-36% và doanh nhân Vivek Ramaswamy trong khoảng 7-9%. Kết quả chiến thắng áp đảo của Tổng thống Trump đã được công bố chưa đầy một giờ đồng hồ sau khi cuộc đếm phiếu họp kín chính thức bắt đầu, khi mà tỷ lệ số phiếu được đếm chỉ vừa chạm ngưỡng 4%. Điều này đã tái khẳng định nguyên lý đằng sau sự tự tin của đội ngũ cựu Tổng thống Trump trong suốt quá trình vận động tại tiểu bang chiến địa Iowa. Theo phân tích của cựu thư ký tòa Bạch Ốc là Kelly McEnany, thì khối cử tri quan trọng nhất trong cuộc bầu cử này có thể chính là phụ nữ vùng ngoại ô, cũng là một trong các khối cử tri được mệnh danh khó thuyết phục nhất. Những vấn đề được quan tâm nhiều nhất đối với các cử tri Iowa bao gồm nền kinh tế, vấn nạn nhập cư, an ninh biên giới và chính sách đối ngoại. Ngay sau khi Tổng thống Trump có phát biểu chiến thắng của mình, doanh nhân Vivek Ramaswamy cũng đã tuyên bố dừng cuộc tranh cử và cam kết ủng hộ Tổng thống Trump. Đứng trên sân khấu với cựu Tổng thống Trump trong phát biểu chiến thắng còn có Thống đốc tiểu bang Bắc Dakota là ông Doug Burgum, người đã không những nhận được không ít lời khen ngợi từ ông Trump, mà còn được cựu Tổng thống khẳng định sẽ cất nhắc vào một vị trí quan trọng dưới chính quyền của ông nếu ông đắc cử năm 2024. Theo Bộ Chỉ huy Trung ương Hoa Kỳ, vào 4 giờ chiều ngày 15 tháng 1, nhóm khủng bố Houthi đã tấn công vào tàu chở hàng Gibraltar Eagle bằng một tên lửa đạn đạo chống hạm với đường bắn kéo dài từ địa phận Sana'a ở Yemen. Trước đó, vào ngày Chủ nhật, Bộ Chỉ huy Trung ương cũng đã thông báo về một vụ tấn công khác từ Houthi sử dụng tên lửa hành trình chống hạm với mục tiêu là chiến hạm USS Lapeen đang tuần hành ở phía nam Biển Đỏ, nhưng đã không gây ra thiệt hại. Đây được nhận định là một đòn trả đũa sau khi chiến hạm USS Kearney đã tấn công các cơ sở hạ tầng của Houthi bằng tên lửa Tomahawk vào 3 giờ 45 chiều ngày 13 tháng 1. Với các cuộc tấn công mới nhất từ Hoa Kỳ, nhóm Houthi đã không những giữ vững cam kết sẽ tiếp tục tấn công các tàu hàng trên Biển Đỏ có liên quan đến Israel, mà còn cam kết sẽ đặc biệt nhắm mục tiêu và các tàu hàng và chiến hạm của Hoa Kỳ. Hiện tại, chuyên gia rủi ro hàng hải là Ambry của Anh Quốc đã đưa ra một số cảnh báo cụ thể dành cho các hãng tàu hàng thuộc ba nước Israel, Anh Quốc và Hoa Kỳ trong vùng Biển Đỏ, nhấn mạnh việc chuyển hướng sang một tuyến đường khác ngoài vịnh Aden trong thời gian sớm nhất. Sau hơn 2 tuần nằm viện, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin vào ngày 15 tháng 1, cũng là ngày diễn ra sự kiện họp kín ở tiểu bang Iowa, đã được thông báo xuất viện và sẽ bắt đầu quá trình làm việc tại nhà cho đến khi ông hoàn toàn bình phục. Theo tờ AP, thì ông Lloyd Austin đã phải trải qua một chuỗi các phức tạp y tế trong tiến trình điều trị bệnh ung thư tiền liệt tuyến và đang trong tiến trình hồi phục ổn định sau ca phẫu thuật tại Trung tâm Y tế Quốc gia Walter Reed vào ngày 22 tháng 12. Sự kiện nhập viện được giữ bí mật trong khoảng 2 tuần đầu tiên của năm mới 2024 của ông đã thu hút không ít tranh cãi và quan ngại từ các quan chức Hoa Kỳ đối với hệ thống thông tin liên lạc giữa các cơ quan chính phủ, đặc biệt là trong thời gian nhạy cảm hiện tại. Theo đó, cũng đã khởi động một cuộc điều tra dành cho ông Lloyd Austin. Hiện tại, chính quyền Tổng thống Biden đã tuyên bố ông Lloyd Austin sẽ vẫn có thể giữ chức vụ của mình, nhưng chưa đưa ra một ngày cụ thể cho sự trở lại với lịch trình thường trực của ông, bao gồm các chuyến công du đến các nước đồng minh như Israel và Ukraine.
Trong một cuộc phỏng vấn vào ngày Chủ nhật với tờ Jerusalem Post, cựu đại sứ của Israel tại Liên Hợp Quốc là ông Danny Danon đã lên tiếng khẳng định mình cởi mở với đề xuất cho phép một liên minh quốc tế bao gồm các nước Ả Rập trung lập đảm nhiệm vai trò lãnh đạo và tái gây dựng Gaza sau chiến tranh. Theo hãng Israel Toàn cầu, thì ông Danny Danon tin rằng Israel nên giữ vững các mục tiêu của mình và phải được phép tự do ra vào lãnh thổ Gaza trong những trường hợp cấp bách như một phần của kế hoạch gìn giữ hòa bình và kiềm hãm nguy cơ tấn công khủng bố tương tự như vụ thảm sát 7 tháng 10. Ngoài ra, mặc dù đã bàn luận về một kế hoạch tương lai ở Gaza, ông Danon nhấn mạnh Israel cần tập trung hoàn thành các bước cần thiết nhất trong thời gian hiện tại một cách đúng đắn. Thông tin này cũng đã kết thúc chương trình Toàn cảnh Hoa Kỳ ngày hôm nay. Mời quý vị đón theo dõi những bản tin đáng chú ý khác thông qua phần gợi ý cuối chương trình. Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành theo dõi của quý vị cùng Trillium Reports. Chúc quý vị một ngày thật an lành và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin kế tiếp.